Tử vi tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 tháng 3 âm lịch năm 2022, bỗng dưng trúng quả to, được thần tài ban lộc, giàu có nhất vùng. Xin được mến chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh mến chúc tất cả quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, phát tài, phát lộc. Quý vị thân mến, mỗi người sinh ra thì đều mang trong mình những vận mệnh khác nhau. Và thậm chí với mỗi một người thì chúng ta cũng có những biến động khác nhau qua từng giai đoạn của cuộc đời. Nhiều người phải sống trong cảnh túng thiếu, nợ nần chồng chất. Và nhiều khi chính họ cũng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể trả hết nợ. Vì trên thực tế cứ trả hết cái này thì cái khác lại xuất hiện. Tiền bạc lúc nào cũng luôn là vấn đề mà những người này phải đau đầu suy nghĩ. Nhưng quý gia chủ tuổi Bính Ngọ hãy yên tâm, đó chỉ là nghèo khổ nhất thời mà thôi. Chứ nhất định trong tháng 3 âm lịch này, nếu bạn cố gắng chăm chỉ thì kiểu gì chúng ta cũng có thể trả hết nợ, nợ mấy cũng có thể trả hết. Đã thế lại còn được trải nghiệm cuộc sống giàu sang phú quý, dư giả về tiền bạc trong tháng 3 âm lịch này. Tiền bạc rủng rỉnh, phúc phận đề nhà. Tuổi Bính Ngọ trong tháng 3 âm lịch được giới tiên tri tử vi học dự báo, nợ nần bao nhiêu cũng trả hết sạch, đổi vận giàu sang, phúc phận nhờ có phúc phận đầy bất ngờ. Vâng, và trước khi đi tìm hiểu nội dung chi tiết thì quý vị cũng đừng quên ủng hộ kênh Phong Thủy Gia Cát bằng cách nhấn vào nút đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung nào mà chúng tôi chia sẻ trên kênh. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng đi vào tìm hiểu nội dung chi tiết. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 trong tháng 3 âm lịch năm 2022. Tuổi Ngọ là biểu tượng con ngựa, là con giáp đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng của 12 con giáp. Người tuổi Ngọ nói chung và Bính Ngọ nói riêng là người luôn tôn thờ tự do và độc lập. Họ là người thông minh, nhanh nhẹn, đa tài nên họ dễ thành công trong mọi lĩnh vực. Tuy nhiên không phải lúc nào họ cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ khi bắt đầu. Người tuổi Bính Ngọ mệnh thiên hà thủy là người thông minh, lanh lợi, cũng rất hoạt bát và nhanh nhẹn. Họ nhiệt tình, phóng khoáng, cũng có đầu óc thẩm mỹ tốt, có thể là người dẫn đầu xu hướng. Tính cách mạnh mẽ, đôi khi có phần cố chấp không chịu lắng nghe ý kiến của người khác. Đây là người có tài lãnh đạo, biết kết hợp giữa nhân ái và nghiêm khắc để quản lý cấp dưới mà không gây ra bất mãn. Cũng được cấp dưới tôn trọng và yêu quý rất nhiều, có mối quan hệ khăng khít và tốt đẹp. Tuy nhiên, theo phong thủy lộc tài, tuổi Bính Ngọ nên học cách kiểm soát bản thân tốt hơn, nên mở lòng và đón nhận ý kiến của người khác, chớ nên một mình một ý, dễ trở thành người cô độc. Ở tuổi 56, người tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 vẫn thể hiện được vai trò quan trọng của mình trong công việc. Đa phần người tuổi này vẫn có thể mang lại lợi ích to lớn cho công ty nhờ vào năng lực và nỗ lực của bản thân, từ đó cũng nhận được phần thưởng xứng đáng với mình. Dù ở tuổi này hầu hết bản mệnh đều không phải gánh vác cuộc sống của con cái, nhưng vẫn nên có ý thức tiết kiệm cho tuổi già. Đồng thời bạn cũng nên thận trọng trong việc đầu tư, nhất là không nên tham gia vào các loại hình cổ phiếu rủi ro. Xét về thiên can, Bính Dương Hỏa gặp giáp Dương Mộc nên gọi là thực thần, nghĩa là bị thân, sinh xuất tiết mất khí, nên trong tháng này, các gia chủ tuổi Bính Ngọ cần hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi công việc. Một chút sơ suất có thể khiến cho mọi sự cố gắng của bản mệnh đổ sông đổ biển. Anh chị cũng cần chú ý có tiểu nhân ganh ghét quấy phá trong công việc cũng như gia đình của mình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Sự nghiệp tuổi Bính Ngọ trong tháng này không đạt được bước tiến đáng kể nào, chủ yếu là vì bản mệnh không chiếm được lợi thế cạnh tranh, lại thường xuyên vướng vào chuyện mâu thuẫn thị phi không đáng có. Thậm chí có người thường xuyên đứng ở vị thế đối lập với lãnh đạo nên khó có thể được cất nhắc, khó được giao cho cơ hội khẳng định giá trị của bản thân. Gia chủ cần giữ trạng thái bình tĩnh khi đối diện với mọi khó khăn trong cuộc sống, chớ nên nóng vội, bất mãn, hành xử theo cảm xúc nhất thời, như vậy chỉ khiến bạn mắc thêm nhiều vấn đề khó giải quyết hơn nữa mà thôi. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn bình an. Đặc biệt kim bài Thái Tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Bính Ngọ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Không có nhiều dấu hiệu phát triển tích cực trong lĩnh vực tài chính của người tuổi Bính Ngọ trong thời gian này. Bản mệnh không nên nghe theo lời dụ dỗ của người ngoài, kẻo dễ rơi vào cái bẫy của kẻ lừa đảo.
Người làm đầu tư kinh doanh thì cũng chớ nên đưa ra những quyết định vội vàng trong năm nay, nếu không dễ rơi vào cảnh lỗ vốn. Những người làm công ăn lương tháng này thu nhập khá ổn định. Tuy nhiên, chi nhiều hơn thu dẫn đến hao hụt tài chính. Bạn cần có kế hoạch chi tiêu cụ thể, không lãng phí, tiêu pha quá đà dẫn đến túng thiếu. Việc bạn cần làm là xây dựng nhật ký chi tiêu hợp lý để có một khoản để dành cho sau này. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, dần, ngọ, tuất, giúp hóa giải xung sát, chư mời quý nhân, quý thần tương trợ. Dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho các gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe người tuổi Bính Ngọ trong tháng 3 âm lịch không có vấn đề gì đáng lo ngại. Tinh thần của gia chủ có phần không được tốt như các tháng trước đó do bị chi phối bởi tình trạng công việc. Công việc của bạn có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và tâm trạng. Bạn cần chăm sóc cơ thể tốt hơn, giữ chế độ ăn uống hợp lý nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động thể thao theo độ tuổi. Giữ tâm trạng và tinh thần thật tốt, nếu không sẽ có những vấn đề không tốt đến sức khỏe của bạn trong thời gian sau. Gia chủ cần tránh những khu vực ẩm ướt hoặc u ám để tránh bị tai nạn hoặc sự cố bất ngờ phát sinh. Ngoài ra, giữ tâm lý tích cực khi mà đối diện với khó khăn cũng là một trong những cách hiệu quả giúp bản mệnh duy trì sức khỏe tốt, tránh tình trạng đột quỵ nguy hiểm đến tính mạng. Các quý gia chủ Bính Ngọ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để có thể phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Bính Ngọ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Gia đạo tình duyên của Bính Ngọ không lý tưởng trong tháng này. Người đã lập gia đình thường xuyên mâu thuẫn với nửa kia về những việc trong cuộc sống và sự nghiệp. Đôi bên đều cần phải tiết chế, không nên quá cứng đầu cứng cổ, khăng khăng làm theo ý muốn của cá nhân, khiến cho tình cảm đôi bên dần lạnh nhạt. Người sống độc thân hoặc đơn thân cũng không nhận được nhiều sự chú ý của người khác giới và chính bản thân bạn cũng thường xuyên ở vào thế bị động nên khó có thể tìm ra người phù hợp. Tổng quan tháng 3 âm lịch năm 2022, tháng Giáp Thìn, năm Nhâm Dần. Tháng 3 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 3 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 3 năm 2022, tức ngày 1 tháng 4 năm 2022 đến 30 tháng 4 năm 2022 dương lịch. Tháng 3 Giáp Thìn có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Thìn, Lục Hợp Dậu, Tam Hợp Tý và Thân Thành Thủy Cục, Xung Tuất, Hình Thìn, Hình Mùi, Hại Mão Phá Sửu và Tuyệt Tuất. Đối với người tuổi Bính Ngọ trong tháng 3 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 5 tháng 3 năm 2022, tức ngày 5 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tý, có nạp âm là Phích Lịch Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 17 tháng 3 năm 2022, tức ngày 17 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Ngọ, có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Ngày âm lịch, ngày 29 tháng 3 năm 2022, tức ngày 29 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Tý, có nạp âm là Tang Trá Mộc. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Bính Ngọ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức lưu ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Bính Ngọ trong tháng 3 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 12 tháng 3 năm 2022, tức ngày 12 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Mùi, có nạp âm là Sa Trung Kim. Ngày âm lịch, ngày 24 tháng 3 năm 2022, tức ngày 24 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Mùi, có nạp âm là Thiên Hà Thủy. Đây là 2 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của mình, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.
Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của phong thủy Gia Cát về tử vi của tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 trong tháng 3 âm lịch. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi 1966. Qua đó thì quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong tháng 3 âm lịch hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin chúc cho quý vị luôn gặp được nhiều may mắn, bình an và thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.